Xin chào các bạn gái xinh đẹp. Bữa nay mình không có nói chung là bữa nay mình không có review những cái món đồ của mình xài, nhưng mà bữa nay mình có một cái chia sẻ cho các bạn gái một cái ưu điểm mà trong trang điểm mình cần biết. Ok. Điều thứ nhất là khi mà bạn đi đi ra ngoài đường, bạn trang điểm rồi nhưng mà bạn có phủ phấn phấn bột rồi, nhưng mà khi cái phấn của bạn nó chảy rồi, nó chảy, mình chia sẻ một chút xíu là bạn bạn không có phải xài phấn phấn chậm, phấn bột hoặc là phấn nén, nhưng mà mình chia sẻ một cái là bạn xài phấn ướt. Tại sao mà biểu cho bạn xài phấn ướt? Bạn đừng có sợ, cái này là mặt của mình, da mặt của mình có sức phấn ha. Khi mà bạn xài phấn ướt, để mình chia sẻ cho, nó tạo cho cái da nền của bạn giống như là mới đánh vậy, nhưng mà không có bị dày lên ha. Còn nếu mà bạn xài những cái phấn bột mà phủ lên chậm lên, đối với người da dầu thì nó ok không sao, nhưng mà đối với những cái người mà da khô giống như mình bây giờ vậy đó, thì nếu mà chậm cái phấn bột phấn nén như vậy lên trên cái da mặt của mình thì mình cảm thấy nó dày thêm nữa. Cho nên mình có một ưu điểm trong cái này là cái bóp mà mình để đem theo mình. Bạn thấy trong đây ha, của mình có cọ ha, có mắt màu ha, có một hộp phấn già ở bên đây, để mình gỡ cái hộp phấn này ra, với cái mắt màu đó ra. Còn ở bên đây cái này là của nó không có đó, cái cọng dây thun này làm thêm được, mà mình để ấy. Bên đây nó có cái bóp, khi mà mình để son để gì trong đây ha, đồ dưỡng môi để gì cũng ok. Nhưng mà đặc biệt mình muốn chia sẻ như mình đem theo phấn, không phải những phấn bột, không phải những cái phấn phủ không, nhưng mà mình đem theo là phấn nền. Phấn nền có nghĩa là phấn ướt. Cái phấn này là của mình đem theo cái phấn này ha, mình chế để vô trong cái chai này. Cái chai này là chai dưỡng mắt của Estée Lauder, nhưng mà nó nhọn, nó gõ. Mình xài hết rồi mình để phấn lên. Mình chia sẻ khi mà bạn cái da mặt của bạn mà nó để bị chảy rồi đó, khi mà bạn chế ra cho cái tay các bạn ha. Mình chế ra nhiều, cái này mình chế hơi nhiều quá rồi ha. Bạn chế cái gì, bắt đầu bạn tán cho nó ra làm gì ha. Bạn xài một cái bông phấn. Nếu mà không có bông phấn thì bạn xài bằng tay cũng ok. Bạn chậm cái phấn nền của bạn ha, bạn chậm lên thêm nữa. Bạn thấy không? Nó hoàn toàn là nó không có bị dính cục đâu, bạn đừng có lo ha. Nó không có bị dính cục mà nó làm cho cái nền của bạn giữ lâu hơn nữa ha. Mình có một cái chia sẻ vậy thôi. Cái này là mình đánh phấn phấn bột rồi ha. Điều thứ hai nữa là nếu mà bạn muốn xài concealer, đối với mình, anh xài concealer quẹt quẹt lên trên mặt này luôn á, thì nó thường thường mình cho nó nhanh. Nhưng mà mình không nếu như bạn nếu mà bạn xài concealer, không cần biết concealer gì, cái này mình ấy là thôi. Bạn xài bạn chế vô trong cái tay của bạn ha, sau đó bạn dùng cái bông phấn này bạn chậm 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 vô trong cái concealer, nó cho nó đều dính đều ở trong cái bông phấn này của bạn. Rồi bạn sẽ dậm lên đây, nhìn thấy nó xong, nó không có bị dày quá mà nó đi đều hơn, nó đẹp hơn nữa ha. Khi mà bạn xài concealer, bạn đừng có quẹt tự trên đây không, mà bạn phải làm cho nó vuông ba góc. Vậy có nghĩa là, mình xin chia sẻ, có nghĩa là bạn phải đánh sao mà cho nó xuống dưới cái gò má này của bạn chút xíu, rồi quạch lên trái ngược lại, là nó là kêu bằng tiếng Việt không biết gì mà nó phải vuông, mà nó ba góc vậy nè ha. Bạn phải đánh xéo xuống rồi đánh ngược lên lại ha.
vậy đó. Vậy đặng có cho nó có cái lằn, nó sao? Nếu mà bạn đánh trên đây không thì nó có những cái lằn mà concealer thì nó nhìn không có hay quá, bạn phải đánh xéo lên, đánh lên đánh xuống. Và mình có một cái chia sẻ nữa là cái gì mình nói tới cái gì quên mất tiêu rồi. Tính nói cái gì? Cái gì đây ta, mới thì mới gì nói. Trong cái video này các bạn coi sẽ biết mình năm nay bao nhiêu tuổi, mình cũng không có giấu. Nếu nhiều khi hỏi hỏi tuổi mình thì mình hơi có một chút ấy, tại vì tuổi mình đã lớn rồi. Các bạn con gái hỏi bây giờ mình thường ngày mình đang làm cái gì. Thú thật là thường ngày mỗi ngày bây giờ hiện bây giờ hồi trước thì mình có làm, mình làm đủ thứ hết trơn, nhưng mà hiện bây giờ thì mình không có làm gì hết, mình ở nhà ăn ở không không có làm gì hết. Điều thứ hai nữa các bạn gái hỏi cái gì, mình bao nhiêu tuổi. Thật sự là bây giờ mình 39 tuổi. Cái tuổi 39 tuổi và gần ước vô 40 tuổi là cái tuổi sắp sửa là hết đẹp đó. Có nghĩa là không còn bao nhiêu năm nữa đâu là được đẹp. Mình con trai thì có hai đứa con, chỉ hai đứa thôi, thành chỉ hai đứa. Lớn lớn hết rồi, Út cũng mười mấy tuổi rồi. Còn cái gì nữa đây các bạn cần muốn biết không? Các bạn có thể là comment ở dưới cái video này, nếu mình có được rảnh mình sẽ chia sẻ cho các bạn gái. Còn một cái chia sẻ nữa, khi mà các bạn gái không có biết kẻ eyeliner, các bạn gái dùng một cái đồ bấm mi như vậy ha, rồi các bạn gái sẽ lấy cái cho liner hoặc là cái chì mà để kẻ mắt. Khi mà bạn bấm vô như vậy, bạn sẽ tha nó ở trên cái mí cái ở trên này ha, tha ở dưới này, sau đó tha đều hết rồi bạn bạch cái con mắt này các bạn lên, bạn bấm vô, bấm vô cho nó hơi lâu chút xíu rồi bạn buông ra, nó sẽ đi một cái lằn kẻ mắt rất là khéo. Sau đó nhưng mà nó không có đi được cái đuôi ha, sau đó nó chỉ là tới cái mí mắt này của mình thôi. Sau đó thì bạn sẽ dùng chì kẻ lại cái đuôi ha. Và có bao nhiêu đó. Với lại khi mà các bạn gái mà không có, mình biết những cái mà đồ bấm mi, nếu mà bạn mua cái loại mà không có tốt á, cái loại hàng giống như là ở Campuchia này mình thấy ở chợ mới, chợ đồ nó bán á, không có tốt á, nó không phải loại hiệu gì á, thì các bạn bấm cái mi nó không bao giờ được cong. Giống như là những cái dạng mà hàng cao cấp người ta làm ra, thì các bạn rất là đơn giản, các mình chia sẻ cho các bạn thêm một cái để bấm mi mà không tốn tiền. Bạn dùng một chiếc đũa như vậy ha, một chiếc đũa bạn chặt ra làm hai, bạn lấy cái đầu nhỏ này ha, bạn đốt lửa lên ha, hơ như vậy, rồi bạn sao bạn ấy cái lông mi của bạn lên như vậy thì nó sẽ cong hơn hơn cái đồ mà bấm mi này của bạn, cong theo ý muốn. Cái đồ bấm mi này của bạn có khi bạn bấm nó cong chính giữa mà hai đầu này nó không có được cong hết, nhưng mà cái chiếc đũa này bạn làm theo ý của bạn, bạn muốn cong chỗ nào bạn muốn làm sao cũng được hết. Mà khi mà bạn đốt bằng chiếc đũa như vậy, trước nhất là bạn phải chuốt mascara trước đặng mà cho nó bảo vệ cái mi của bạn không có bị cháy. Khi mà bạn chớp mascara trước rồi bạn quớt lên thì cái mi của bạn nó không có bị giống như là mình xức kem chống nắng vậy, nó sẽ được cái làn bảo vệ ở ngoài, nó không có bị cháy mi của mình. Và khi mà bạn làm như vậy á thì cái lông mi của bạn nó bị khô, nó được khô nè, nó không có cái mascara, nó không có bị lem ở dưới này nữa.
nó không có dễ gì làm nó khô ha. Rồi sau đó bạn để một chút xíu và bạn quớt thêm một lần nữa là bảo đảm cái mi của bạn nó sẽ cong giống như là ý của bạn gì đó. Ok. Còn một chút chia sẻ nữa, khi mà các bạn sức son, các bạn sức son mà những cái son mà khô thì mình chia sẻ chút xíu, bạn phải sức những cái dưỡng môi ở dưới trước rồi bạn chùi ra, rồi bạn sức cái dưỡng môi lại lần nữa giống như mình thường ngày mình làm vậy. Thì rồi bạn hãy sức những cái son môi mà nó kia bằng son lì á các bạn, thì nó sẽ đi cái được cái môi của mình mịn đẹp ha. Còn gì nữa, chia sẻ một chút nữa, các mà nếu mà các bạn muốn đánh má hồng mà cho má hồng của các bạn giữ được lâu á thì mình xin có một cái chia sẻ nữa. Bạn đánh má hồng ướt ở dưới trước, rồi đánh má hồng bột ở trên sau thì cái má hồng của bạn giữ cũng được lâu hơn. Nếu như mà bạn muốn sức son cho nó hơi lâu cho chút xíu thì khi mà bạn sức son bạn để một chút xíu phấn lên, phấn bột bột phấn gì đó cũng được nữa để lên thì cái son của bạn nó sẽ lâu choi hơn. Điều thứ hai nữa tới cái gì đây ta, son lâu choi, má hồng lâu choi, phấn rồi còn cái gì nữa mình không có nhớ ra được hết. Nếu mà các bạn muốn hỏi cái gì á thì các bạn cứ comment ở dưới thì mình sẽ được, mình nếu mình có nhớ được thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết cách làm đẹp chung ha. Nền của bạn mà cho những gì có, mình xin chia sẻ, có nhiều bạn cái họ nói là cái da của em khô, đánh không có phấn, nó không có ăn, đó do nơi là bạn không có dưỡng ẩm đủ. Nếu như mà khi mà bạn có dưỡng ẩm đủ á, thì cái da của bạn nó có đủ dưỡng ẩm ủ thì mình đánh phấn nền nó sẽ đẹp hơn, để nó cũng sẽ giữ lâu hơn và nó cũng mịn hơn, nó đẹp hơn ha. Mình cái chia sẻ skin care của mình là cũng nhiều lần là bởi vậy, mình xin chia sẻ sau chút xíu nữa. Hiện bây giờ thì mình đang có xài cái này rất là ổn, không có mắc tiền, quá vừa giá tiền xài ha. Cái này là hiệu của Hàn Quốc, nói nó rẻ thì nó cũng không có rẻ quá. Khi mà mình dưỡng ẩm cái này nó cái độ dưỡng ẩm nó cũng rất là ok. Mình dưỡng ẩm ở dưới xong rồi mình sức kem chống nắng ở trên, sau đó thì mình sẽ cấp tốc trang điểm ha. Như vậy cái trang điểm của mình là nó sẽ giữ được lâu hơn. Và bữa nay thì mình không có trang điểm đậm, mình chỉ trang điểm sơ thôi. Còn cái gì nữa ta, các bạn có muốn hỏi cái gì nữa không? Ok. Mình chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Ok. Còn cái gì nữa mình nhớ không có ra được, nhớ không có hết, không có nhớ được. Ok, bye bye. Phấn, mình có một cái nữa, nếu mà cái phấn gì, cái má hồng mà của mình xài bây giờ mình ăn ý là má hồng ướt mà giá tiền không mắc, rất là đơn giản là của Nét ha, cái má hồng này ha, nó là má hồng ướt ha các bạn. Rất là không có mắc, giá tiền rất là ổn nhưng mà xài rất là ok, giữ rất là ok. Ok, nếu mà bạn muốn cho cái má hồng của bạn mình giữ được hơi lâu chút xíu thì bạn xài má hồng ướt phía dưới xong rồi bạn sẽ xài phấn ấy, má hồng khô ở trên ha. Và tóc của mình bữa nay dài lắm rồi, cho coi dài không, dài lắm rồi phải không, dài lắm rồi mà mình chưa có cắt. Ok, bye bye. Các bạn có thích là muốn sơn cái móng tay kiểu này không? Nếu như mà bạn thích đó thì mình sẽ làm một cái video để chỉ cho các bạn sơn móng tay kiểu như vậy ha. Rất là đơn giản, rất là dễ, tự làm ở nhà, không có tốn tiền gì bao nhiêu ha. Ok, bye bye.